Mình đang trên đường để đi taxi đến cung điện hoàng gia ở Kyoto. Imperial Palace. Đây là một cung điện rất là lớn, rộng lớn và uy nghi, rất là đẹp. Cung điện này á, ở trên bản đồ thì nó có hình là hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì chiều dài á, từ bắc xuống nam á, thì khoảng 450 mét. Còn chiều ngang từ đông sang tây á, là khoảng 250 mét. Được bao bọc xung quanh những bức tường thành và diện tích chung nhất á, chung quy của cái cung điện hoàng gia này là khoảng 11 acre đó, rất là lớn luôn, có 4 cổng ra vào và có vườn thượng uyển, được là design rất là đẹp và tuyển chọn. Vào đây thì giờ mở cửa thì từ 9 giờ tới 5 giờ cho mùa xuân, mùa hè, và mùa đông thì 9 giờ tới 4 giờ. Vào cửa miễn phí cho tất cả mọi người. Nhưng mà trước khi vào thì mình phải qua một cái cổng để mà kiểm soát những đồ cá nhân, để mình coi như chắc chắn là mình không có đem những cái vật nguy hiểm để mà làm thiệt hại cho lâu đài. When I go to Inpei Kyoto, Inpei Palace, so huge inside. Đây là cái hoàng cung á. Trước đây là của thiên hoàng Nhật Bản, đã ở đây từ 1331, khoảng 500 năm luôn. Và sau đó từ khi mà có cuộc Duy Tân Minh Trị á, làm thì hoàng đế đã mua về, tức là đã di chuyển cung điện, đã di chuyển capital đó về Tokyo vào 1869. Và trong 500 năm đó thì có những cuộc hỏa hoạn, và những cái hỏa hoạn này đã làm hư hại rất là nhiều những cái tòa nhà, những cái building ở trong này, những cái nhà ở đó, rồi và đã được xây dựng lại rất là nhiều lần. Đây là không không những cái cung điện này không chẳng những là nơi ở của hoàng đế, mà là còn là một nơi rất quan trọng cho về lịch sử của thời bấy giờ và đến ngày hôm nay luôn đó. Tại vì sau khi hoàng đế mua về Tokyo thì nơi này sẽ được ra lệnh là phải bảo tồn tất cả những di sản của hoàng cung, để cho giống như là lịch sử và cho mọi người được tham quan
giống như là đây là của quốc gia nhưng mà phải được bảo tồn, chứ không phải là giờ về Tokyo mà bỏ ở đây mà phải bảo tồn 100% luôn. Đây là chính điện nè, chính điện của Trinh Thiên Hoàng. Làm lễ cái ghế của nhà vua. Nó là quan beautiful hiện trường. Đẹp không? Thiếp vàng. Thiếp vàng rất là đẹp không? Đến Kyoto, Japan lần này mình rất là vui, tại vì mình đã được đi những cái cung điện rồi những cái lâu đài mà mình rất là thích luôn, nhất là những khu vườn thượng uyển thật là đẹp đó. Thank you.
hết à. Ở nơi cung điện của cái vua hồi xưa lớn quá đó, có 1 phần 2 luôn á. Không biết ở bên Tokyo như thế nào, nhưng mà đây vừa quốc.